오랜만에 고향에 갔더니 많은 것이 변해 있었다. 오랜만에 고향에 갔더니 많은 것이 변해 있었다. 오랜만에 고향에 갔더니 많은 것이 변해 있었다. Lâu không về quê, nhiều thứ thay đổi quá. Lâu không về quê, nhiều thứ thay đổi quá. Lâu không về quê, nhiều thứ thay đổi quá. 어제 술을 많이 마셨더니 오늘 머리가 아프다. 어제 술을 많이 마셨더니 오늘 머리가 아프다. 어제 술을 많이 마셨더니 오늘 머리가 아프다. Hôm qua uống rượu nhiều quá nên nay tôi thấy đau đầu. Hôm qua uống rượu nhiều quá nên nay tôi thấy đau đầu. Hôm qua uống rượu nhiều quá nên nay tôi thấy đau đầu. 학교에 갔더니 아무도 없었다. 학교에 갔더니 아무도 없었다. 학교에 갔더니 아무도 없었다. Tôi đã đến trường mà chẳng thấy bất cứ ai. Tôi đã đến trường mà chẳng thấy bất cứ ai. Tôi đã đến trường mà chẳng thấy bất cứ ai. 찬 음식을 계속 먹었더니 배가 좀 아프다. 찬 음식을 계속 먹었더니 배가 좀 아프다. 찬 음식을 계속 먹었더니 배가 좀 아프다. Do đã liên tục ăn đồ ăn mặn nên đã đau bụng. Do đã liên tục ăn đồ ăn mặn nên đã đau bụng. Do đã liên tục ăn đồ ăn mặn nên đã đau bụng. 자리에 앉자마자 전화를 한다. 자리에 앉자마자 전화를 한다. 자리에 앉자마자 전화를 한다. Vừa ngồi xuống là có điện thoại ngay. Vừa ngồi xuống là có điện thoại ngay. Vừa ngồi xuống là có điện thoại ngay.집에 오자마자 손을 씻으세요. 집에 오자마자 손을 씻으세요. 집에 오자마자 손을 씻으세요. Hãy rửa tay ngay sau khi trở về nhà. Hãy rửa tay ngay sau khi trở về nhà. Hãy rửa tay ngay sau khi trở về nhà. 피곤해서 눕자마자 잠에 들었어요. 피곤해서 눕자마자 잠에 들었어요. 피곤해서 눕자마자 잠에 들었어요. Vì quá mệt nên ngay sau khi nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Vì quá mệt nên ngay sau khi nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Vì quá mệt nên ngay sau khi nằm xuống đã ngủ thiếp đi. 친구가 기다리고 있어서 퇴근하자마자 가야 돼. 친구가 기다리고 있어서 퇴근하자마자
가야 돼. 친구가 기다리고 있어서 퇴근하자마자 가야 돼. Vì có bạn đang chờ nên ngay sau khi tăng ca tôi phải đi ngay. Vì có bạn đang chờ nên ngay sau khi tăng ca tôi phải đi ngay. Vì có bạn đang chờ nên ngay sau khi tăng ca tôi phải đi ngay. 취직하고 나서 결혼할 생각이에요. 취직하고 나서 결혼할 생각이에요. 취직하고 나서 결혼할 생각이에요. Tôi định xin việc xong sẽ kết hôn. Tôi định xin việc xong sẽ kết hôn. Tôi định xin việc xong sẽ kết hôn. 선생님의 설명을 듣고 나서 이해가 되었어요. 선생님의 설명을 듣고 나서 이해가 되었어요. 선생님의 설명을 듣고 나서 이해가 되었어요. Nghe giải thích của thầy xong thì tôi đã hiểu. Nghe giải thích của thầy xong thì tôi đã hiểu. Nghe giải thích của thầy xong thì tôi đã hiểu. 식사를 하고 나서 커피를 마십니다. 식사를 하고 나서 커피를 마십니다. 식사를 하고 나서 커피를 마십니다. Sau khi ăn xong rồi hãy cùng uống cà phê đi. Sau khi ăn xong rồi, hãy cùng uống cà phê đi. Sau khi ăn xong rồi, hãy cùng uống cà phê đi. 준비 운동을 하고 나서 수영장에 들어가세요. 준비 운동을 하고 나서 수영장에 들어가세요. 준비 운동을 하고 나서 수영장에 들어가세요. Hãy khởi động xong rồi mới xuống bể bơi nha. Hãy khởi động xong rồi mới xuống bể bơi nha. Hãy khởi động xong rồi mới xuống bể bơi nha. 토픽 4급을 따고 나야 전공을 할 수 있어요. 토픽 4급을 따고 나야 전공을 할 수 있어요. 토픽 4급을 따고 나야 전공을 할 수 있어요. Phải đậu TOPIC 4 thì mới lên chuyên ngành được. Phải đậu TOPIC 4 thì mới lên chuyên ngành được. Phải đậu TOPIC 4 thì mới lên chuyên ngành được. 숙제를 끝내고 나야 잠을 잘 수 있어요. 숙제를 끝내고 나야 잠을 잘 수 있어요. 숙제를 끝내고 나야 잠을 잘 수 있어요. Làm bài tập xong thì mới có thể đi ngủ. Làm bài tập xong thì mới có thể đi ngủ. Làm bài tập xong thì mới có thể đi ngủ. 자, 당신은 최선을 다해야 성공할 수 있습니다. 당신은 최선을 다해야 성공할 수 있습니다. 당신은 최선을 다해야 성공할 수 있습니다. Phải cố gắng hết sức thì mới có thể thành công. Phải cố gắng hết sức thì mới có thể thành công. Phải cố gắng hết sức
thì mới có thể thành công.한국 나이로 스무 살이 되어야 술을 살 수 있습니다. 한국 나이로 스무 살이 되어야 술을 살 수 있습니다. 한국 나이로 스무 살이 되어야 술을 살 수 있습니다. Ở Hàn Quốc, bạn phải đủ 20 tuổi mới có thể mua rượu được. Ở Hàn Quốc, bạn phải đủ 20 tuổi mới có thể mua rượu được. Ở Hàn Quốc, bạn phải đủ 20 tuổi mới có thể mua rượu được. 한국어를 공부하고 보니 어렵네요. 한국어를 공부하고 보니 어렵네요. 한국어를 공부하고 보니 어렵네요. Học tiếng Hàn rồi mới thấy nó khó thật. Học tiếng Hàn rồi mới thấy nó khó thật. Học tiếng Hàn rồi mới thấy nó khó thật. 전화를 걸고 보니 잘못 걸었어요. 전화를 걸고 보니 잘못 걸었어요. 전화를 걸고 보니 잘못 걸었어요. Gọi rồi nhận ra gọi nhầm số. Gọi rồi nhận ra gọi nhầm số. Gọi rồi nhận ra gọi nhầm số. 막상 옷을 입고 보니 나한테 꽤 잘 어울리는 것 같았다. 막상 옷을 입고 보니 나한테 꽤 잘 어울리는 것 같았다. 막상 옷을 입고 보니 나한테 꽤 잘 어울리는 것 같았다. Hóa ra mặc áo vào rồi mới thấy có lẽ khá là hợp với mình. Hóa ra mặc áo vào rồi mới thấy có lẽ khá là hợp với mình. Hóa ra mặc áo vào rồi mới thấy có lẽ khá là hợp với mình. 마시고 보니 술이었다. 마시고 보니 술이었다. 마시고 보니 술이었다. Uống vào rồi mới biết là rượu. Uống vào rồi mới biết là rượu. Uống vào rồi mới biết là rượu.